Khoảng 40% các vụ án mạng trong quận Cam và Los Angeles có liên hệ đến băng đảng. Sự bạo động của băng đảng là một vấn đề đang phát triển có ảnh hưởng đến giới trẻ. Chúng tôi muốn quý vị biết phương cách hữu hiệu nhất trong việc phòng ngừa và sự truyền đạt giữa cha mẹ và con cái. Hãy nói chuyện với con cái, khuyến khích con tìm hiểu giá trị của học hành. Trẻ em cần được tình thương và hướng dẫn của cha mẹ. Hãy làm gương mẫu tốt và tham gia trong cuộc sống của con cái chúng ta.